Những ai thường xuyên làm việc trên máy tính hay những ai thích sống khuya về đêm khiến cho mắt mệt mỏi, quầng thâm, xuất hiện nhiều nếp nhăn thì không nên bỏ qua mặt nạ dưỡng da vùng Master Lens này nha. Miếng mặt nạ mắt này nhìn y hệt miếng thạch vậy á, mà dai lắm nha, không bị rách đâu ạ. Khi mà mình đắp lên da, cảm giác rất là mát, giúp làm giảm quầng thâm mắt, mờ các nếp nhăn, làm căng mịn vùng da mắt. Bình thường mỗi tối thay vì ngồi bấm điện thoại không thôi thì bây giờ mình có thể vừa đắp mặt, vừa bấm điện thoại, vừa làm việc được, lại còn dưỡng da nữa. Đắp xong vùng da mắt kiểu nhẹ nhàng thoáng hẳn luôn á. Mấy bạn cú đêm hay thức khuya hay mấy bạn có cơ địa bị thâm ở vùng mắt thì sử dụng em mặt nạ này khá là ok luôn nha. Link mua hàng mình để góc trái màn hình nha.